Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Sau đây Thiện Phúc và Phật tử Quang Viên sẽ phổ biến bản tin một ngày tu học Bát Quan Trai Giới tại viện Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý Phật tử, vào thứ Bảy ngày 14 tháng 2 âm lịch vừa qua, các Phật tử tại đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc đã được chư tăng hướng dẫn buổi tu học Bát Quan Trai Giới đúng như pháp. Trước giờ truyền giới và thọ giới, đông đảo Phật tử đã vân tập trong chánh điện chờ cung đón chư tăng. Vào đúng 8:30 sáng, các Phật tử cùng quỳ xuống tác bạch cầu giới. Thượng tọa giới sư Thích Huyền Châu Hứa Khả và lần lượt hướng dẫn các Phật tử như pháp, sám hối, truyền thọ tam quy, tam kiết và tám giới tướng Bát Quan Trai. Kính thưa quý vị, tu Bát Quan Trai Giới một ngày một đêm thì công đức vượt hơn cõi người cõi trời. Theo lời Thượng tọa giới sư, chúng ta đến tu Bát Quan Trai không phải là để cầu xin Phật và Bồ Tát phù hộ, mà do chính chúng ta biết giữ giới sẽ tạo ra phước đức, tự nó che chở cho hành giả được an ổn. Do vậy, trong các ngày tu Bát Quan Trai Giới, Thượng tọa giới sư luôn nhắc nhở rằng người tu nên giữ sự tinh tấn và luôn theo công thức tu tập lục niệm thì có khả năng đắc được thánh quả. Kính thưa quý vị, trong ngày tu Bát Quan Trai Giới vừa qua, sau lễ thọ giới thì các giới tử được nghe giảng kinh để tăng trưởng trí huệ. Trước lúc vào bài pháp, Thượng tọa giới sư nhắc nhở các giới tử phải thính pháp trong một sự tôn kính, bởi vì pháp là những lời do Phật nói ra. Tôn kính Phật, pháp của Phật và vị tăng đang giảng pháp làm tăng trưởng thêm phước đức cho chúng ta. Lòng tôn kính ấy còn thể hiện qua sự ý tứ biết giữ thanh tịnh cho đạo tràng. Trong khi mọi người đang chú tâm nghe pháp, chúng ta không nên tạo những tiếng động làm xáo trộn tâm ý người khác, như để cho tiếng phone phát ra hoặc lục lọi giỏ sách ồn ào, vân vân. Thể hiện sự quan tâm người khác cũng là một trong những pháp tu của chúng ta. Mặt khác, khi ta làm mất sự thanh tịnh đạo tràng, điều đó cũng tổn phước của chúng ta rất nhiều. Thượng tọa giới sư ân cần nhắc nhở chúng ta tu từ cách đi, đứng, nằm, ngồi, không ngoài mục đích muốn chúng ta mau đạt đến quả giải thoát. Bài kinh mà Thượng tọa giới sư giảng trong buổi tu Bát Quan Trai Giới vừa rồi là Kinh Châu Báu. Đây là một trong ba bài kinh hộ trì và chúc phúc rất phổ thông theo truyền thống Phật giáo Theravada và hầu như được các Phật tử thuần thành đọc tụng thuộc lòng. Thọ ấy ở thành Tỳ Xá Ly, kinh đô xứ Bạc Kỳ, chịu ba tai ương là nạn đói, ma quỷ quấy phá và bệnh dịch. Bộ tộc Lichavi cai trị xứ này gửi một phái đoàn đến thành Vương Xá, xứ Ma Kiệt Đà để gặp Đức Phật. Lúc bấy giờ Phật đang ngự tại tỉnh Xá Trúc Lâm. Phái đoàn Lichavi thỉnh cầu Ngài đến Tỳ Xá Ly để giải trừ các tai ương ấy. Đức Phật Hứa Khả và sau đó Phật cho Ngài A Nan Đà ghi nhớ bài kinh Châu Báu, rồi đi vòng quanh thành phố. Vừa đi vừa rải nước chứa trong bình bát và đọc tụng bài kinh này. Khi Ngài A Nan Đà tuân lời Đức Phật làm theo như thế, ma quỷ đều bỏ chạy và bệnh dịch được tiêu trừ. Đó là duyên khởi của bài kinh. Kính thưa quý khán thính giả, một điểm chúng ta cần lưu ý trong phần này là bộ tộc Lichavi là một bộ tộc hết sức giàu có, rất đoàn kết và đầy sức mạnh. Bộ tộc này có các nhà vua rất thiện chiến. Mỗi khi các vua, vương tử cùng quần thần ra đi thì thông thường họ đi từng đoàn 500 người. Cả ngựa, voi, xe, cờ và phục sức của họ cùng một màu như nhau. Ai ai cũng kính sợ sự giàu có và sức mạnh của họ. Vậy mà khi phước báu của họ suy giảm, nạn đói và dịch hoành hành khiến người chết đầy đồng, cả bộ tộc sợ hãi phải cầu cứu Đức Phật. Do đó, một khi chúng ta đã thiếu phước, sẽ không có cách gì chống đỡ với tai ương bệnh tật, và do thiếu phước, tâm sẽ sinh lo sợ đủ điều, cuộc sống không có sự an ổn. Thường thì chúng ta ít để ý, vì mỗi ngày trôi qua, chúng ta nghĩ không có gì có thể làm hại đến ta. Thế nhưng, khi có tai ương xảy đến, kẻ thiếu phước hay hoảng loạn, sợ hãi
và làm điều tổn hại cho mình cùng cộng đồng. Do đó, chúng ta tin tưởng rằng tu tập trong chánh pháp của Như Lai sẽ giúp chúng ta có nhiều trí tuệ, bình an và hạnh phúc. Theo lời Phật dạy, Ngài A Nan Đà cùng chư tăng bắt đầu bài kinh Châu Báo như sau: Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã vân tập về đây, xin mở lòng hoan hỷ lắng nghe lời dạy này. Tiếp tục bài kinh là lời khuyên chúng thiên nhân mở rộng lòng từ bi, chuyên cần gia hộ cho những người nam nữ thường hành hạnh bố thí. Thượng tọa giảng rằng những người Phật tử chính là đối tượng được sự bảo hộ của chúng thiên nhân. Vì Phật tử biết sống thiện, hướng thiện, biết bố thí cúng dường, do đó chúng ta nên vui mừng là chúng ta là những người con Phật, biết sống trong giáo pháp Như Lai bằng cách tham gia tu học Bát Quan Trai Giới, thì không có gì phải sợ hãi ở đời này. Bài Kinh Châu Báu nêu lên những sự thật, những chân lý giúp cho con người được sống trong chân hạnh phúc như sau. Thứ nhất là ân đức của Tam Bảo. Nói về Phật Bảo, phàm những châu báu thù thắng ở cõi trời cõi người cũng không thể sánh với thiện thể Như Lai. Như vậy, chính Đức Phật là châu báu thù diệu nhất. Pháp Bảo là pháp ly dục mà Đức Phật Thích Ca đã chứng đắc là pháp bất tử thù diệu, chẳng có gì sánh bằng. Đó là sự diệt trừ, đoạn tận tham ái và các lậu hoặc khác, đưa đến bất tử vì đó là trạng thái không sinh, không già, không chết. Thượng tọa giới sư giảng rằng đó là tất cả các pháp tu không gián đoạn thuộc thiền, tịnh, mật. Nếu chúng ta hành trì nghiêm mật sẽ có được chánh định, viễn ly các vọng tưởng và đạt đến niết bàn. Tăng bảo là các vị sống trong cảnh giới của sa môn, thực hành giáo pháp Như Lai, ly dục, ly tham. Các vị là những ruộng phước không gì sánh bằng cho hàng Phật tử chúng ta cúng dường và nương theo học hỏi. Kính thưa quý khán thính giả, bài Kinh Châu Báu còn tán thán những vị sống trong chánh pháp của Như Lai là ruộng phước cho chúng sanh như sau. Chúng đệ tử của Phật gồm 8 vị bốn đôi, tức là các vị đã đắc đạo và quả của 4 bậc thánh: Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-La-Hán. Diệt trừ mọi tham ái, đã chứng đạt thể nhập niết bàn, an nhiên thọ hưởng trạng thái tịch tỉnh. Các bậc liễu ngộ tứ thánh đế tự tại bất động trước 8 pháp thế gian là châu báu thù diệu nhất. Vì đã thông hiểu rõ ràng về tứ thánh đế do Đức Phật khéo thuyết giảng, cho dù vị ấy sao lãng vì bận biểu chuyện thế gian, vị ấy cũng không tái sinh sau 7 kiếp. Những bậc thấu triệt và khéo thuyết giảng thánh đế có trí huệ uyên thâm, những bậc đã cắt bỏ được 3 sợi dây rối buộc là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, vị này không còn tái sinh trong 4 cảnh khổ, súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ và Atula. Không bao giờ phạm 6 tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu Phật, chia rẽ phá hoại tăng chúng và quy phục ngoại đạo. Chỉ một lòng thờ Đức Phật là thầy của mình. Những vị có đức tính chân thật của vị thánh đệ tử, cho dù vị ấy có phạm một lỗi lầm nhỏ nhặt nào về thân khẩu ý, vị ấy không bao giờ che giấu. Vị ấy lập tức xin sám hối với bậc đạo sư hay với các bạn đồng môn. Nói tóm lại, bài Kinh Châu Báu dạy cho chúng ta biết về nhân quả, về nghiệp lực của ta và cộng đồng. Chúng ta nên biết giá trị của Tam Bảo để hành trì và làm tăng phước báu. Chúng ta nên biết nhìn và tôn kính các vị đáng cho chúng ta cúng dường và học hỏi. Đó là những vị hằng thọ trì giáo pháp Như Lai, thể nhập tuệ, khéo giảng lời Phật, có đủ chánh kiến, sáng suốt, không làm các điều ác căn bản, biết đối diện với lỗi lầm của mình mà sám hối. Qua bài kinh, chúng ta có thể rút ra bài học về cách sống đơn giản, biết đoạn trừ nghiệp xấu, biết nhẫn chịu để không tạo nghiệp xấu mới. Đoạn cuối của bài kinh là ca ngợi giáo pháp đa dạng của Như Lai, tùy theo căn cơ và trình độ của người nghe. Quý báu rực rỡ như các loài hoa nhiều màu sắc nở rộ trong rừng vào đầu mùa hạ, không châu báu nào có thể sánh bằng. Do đó, khi Phật vào đến thành Tỳ Xá Ly, trời đổ mưa xối xả, rửa sạch thành phố và xua tan dịch bệnh. Dân chúng vui mừng đến gặp Đức Phật và Tăng Đoàn để cúng dường và tạ ơn. Đức Phật giảng lại bài kinh này cho tất cả những ai đến gặp Ngài. Hàng ngàn người sau khi nghe xong đã mở pháp nhãn và đắc thánh quả. Kính thưa quý vị, tham gia một ngày tu Bát Quan Trai Giới là chúng ta đang có một ngày thực hành hạnh xuất gia. Đức Phật dạy rằng
Người phát tâm tu hành xuất gia trong một ngày một đêm có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Tu Bát Quan Trai Giới là một ngày một đêm sẽ tích tạo rất nhiều công đức, mà theo Phật dạy, công đức ấy ngang bằng trời Phạm Thiên. Do lợi ích của ngày tu Bát Quan Trai Giới vô cùng to tát như vậy, cho nên hàng tháng vào các ngày âm lịch mùng 8, 14, 23 và 30, Bồ Đề Phật Quốc đều có tổ chức ngày tu Bát Quan Trai, tu tập Bát Quan Trai Giới trọn vẹn, hành giả gặt hái được rất nhiều lợi ích. Trước mắt chúng ta có cơ hội thực tập xuất gia cả thân lẫn tâm trong một ngày đêm. Nhờ đó mà chúng ta nếm trải pháp vị an lạc, ly dục và giải thoát, làm nền tảng cho thánh vị A-la-hán. Kính thưa quý vị, Bồ Đề Phật Quốc luôn tạo điều kiện cho hàng Phật tử tại gia chúng ta tham gia những chương trình tu tập sinh động, từ lợi và lợi tha để tăng phước huệ. Kính mong quý khán thính giả, quý Phật tử gần xa, sắp xếp công việc đến Bồ Đề Phật Quốc thọ Bát Quan Trai Giới lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Hai ngày 16 tháng 3 năm 2020, tức là ngày 23 tháng 2 âm lịch. Quý vị không cần ghi danh trước, chỉ cần đến trước giờ truyền giới để ổn định đạo tràng. Muốn biết thêm chi tiết về các ngày tu tập giới Bát Quan Trai, kính mời quý Phật tử đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, để được chư tăng chỉ dẫn và trả lời các câu hỏi của quý vị. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị một ngày đêm thân tâm thường an lạc.